Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vàng thế giới sụt dịch, vàng trong nước tiếp tục giảm. Vàng thế giới hiện được giao dịch tại 2.360 USD một ounce, tăng 2 USD so với kết phiên cũ. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế phí, vàng trong nước đắt hơn thế giới 18-19 triệu đồng một lượng, còn vàng nhẫn tranh từ 5-6,5 triệu đồng tùy thời điểm. Vàng thế giới bất ngờ bật tăng từ phiên 9 tháng 5 sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh. Số người xin trợ cấp thất nghiệp tăng thêm 20.000 người trong một tuần, nâng tổng con số lên 231.000 người. Con số này cao hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế trong khảo sát của Reuters. Điều này làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED giảm lãi suất sớm trong thời gian tới sau 6 lần giữ nguyên. Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại sàn giao dịch KCM Trade, cho rằng giá vàng lấy lại phong độ do số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tệ hơn dự kiến. Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ nhận báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ. Số liệu này có khả năng tác động lớn đến thị trường tài sản. Ở một diễn biến khác, giá USD tự do, ngân hàng đều tăng. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với sổ tiền tệ lớn, hiện đạt 105,3 điểm, tăng 3,83% từ đầu năm. Ngân hàng nhà nước hiện niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.271 đồng, tăng 6 đồng so với phiên liền trước đó, với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm. Các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.057 đến 25.484 đồng. Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.154 đến 25.484 đồng. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.215 đến 25.484 đồng cũng ở mức trần cho phép. Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.720 và 25.800 đồng một USD mua bán, tăng 70 đồng mỗi chiều. Giá vàng trong nước đi lên cũng cùng chiều với thị trường thế giới. Kết tuần, từ ngày 6 tháng 5 đến 11 tháng 5, giá vàng miếng được niêm yết tại 88,8 và 91,3 triệu đồng một lượng mua bán, giảm 1,3 triệu đồng chiều mua và 1,1 triệu đồng chiều bán so với trước đó. Chênh lệch hai chiều mua bán thay đổi từ 2,3 triệu đồng lên 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, so với giá mở phiên đầu tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 5 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng 5,3 triệu đồng ở chiều bán ra. Cụ thể, ngày 6 tháng 5, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại 83,8 và 86 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhận đắt thêm 1,5 triệu đồng ở cả chiều mua và bán so với đầu tuần trước. Hiện, mỗi lượng vàng nhẫn được giao dịch quanh ngưỡng 74,8 và 76,5 triệu đồng một lượng mua bán. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở 87 và 89,4 triệu đồng một lượng mua bán. Giá vàng nhẫn được giao dịch tại vùng giá 75,43 và 77,13 triệu đồng một lượng mua bán. Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm trong bối cảnh cuối tuần qua, chính phủ có văn bản chỉ đạo nhằm ổn định thị trường vàng. Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan quản lý tiền tệ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng theo đúng quy định pháp luật, quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vàng miếng, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật, buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu bán vàng miếng cung ứng ra thị trường với khối lượng và tần suất phù hợp với nhu cầu thị trường. Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và động thái điều hành, kiểm soát thị trường vàng trong thời gian tới, người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro. Ngân hàng Nhà nước cảnh báo. Giá vàng cao vì ngăn sông cấm chợ. Theo nhiều chuyên gia, việc đấu thầu vàng miếng không kéo giá vàng xuống được, thậm chí còn khiến giá ngày càng có cơ hội nhảy lên cao hơn bởi sự ngăn sông cấm chợ không cho nhập khẩu vàng. Muốn hạ nhiệt và liên thông giá vàng trong nước với giá vàng thế giới, chắc chắn Ngân hàng Nhà nước phải tính đến việc cho phép nhập khẩu và sửa phương thức đấu thầu vàng. Sáng 8 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC với giá sàn, giá tối thiểu các đơn vị trả khi dự thầu là 86 triệu đồng lượng vàng miếng SJC. Có 3 đơn vị trúng thầu tổng khối lượng 3.400 lượng với giá là 86,05 triệu đồng một lượng, tương đương mức sàn. Giá này cao hơn khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng SJC mua vào của doanh nghiệp và thấp hơn giá bán ra 1,3 triệu đồng một lượng. Pha ai chăng vì cấm nhập khẩu, nói cách ví von là ngăn sông cấm chợ, mà giá vàng càng cao.
Như vậy, sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ số lô tối thiểu doanh nghiệp được phép đặt thầu từ 1.400 lượng xuống 700 lượng, điểm tích cực là số thành viên tham gia trả giá và trúng thầu tăng lên so với trước đó. Tuy nhiên, xét về quy mô, phiên gọi thầu sáng ngày 8 tháng 5 vẫn còn ế tới 13.400 lượng vàng miếng, tương đương gần 80% số lượng vàng gọi thầu. Đây là lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước tổ chức thành công sau 5 phiên đấu thầu. Tổng cộng, cơ quan quản lý mới cung ứng 6.800 lượng vàng miếng ra thị trường. Giá vàng miếng SJC sau khi giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng ngày 8 tháng 5 đã quay đầu tăng lại mốc lịch sử sau kết quả vào buổi chiều khi có kết quả phiên đấu thầu. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 85,2 đến 87,5 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra, tăng 300.000 đồng lượng so với cuối giờ sáng. Giá vàng nhẫn giữ nguyên mức 73,375 triệu đồng một lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá 100.000 đồng một lượng lên 85,5 đến 87,5 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới quay đầu giảm còn 2.304 USD ounce, giảm 10 đô la Mỹ một ounce so với đầu giờ sáng. Phương án hữu hiệu cho nhập khẩu vàng. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia cho biết không nên đấu thầu vàng vì mục tiêu đấu thầu vàng để kéo giá xuống sẽ không thành công. Hiện, mức chênh lệch giá vàng miếng SJC với giá vàng thế giới là điều phi lý. Ông Nghĩa phân tích giá vàng tăng mãi tác động tâm lý rất lớn. Điều này khiến dân không yên tâm gửi tiền tiết kiệm và tìm cách mua vàng để tích trữ và bảo toàn. Như vậy, một lượng vốn lớn không đi vào sản xuất kinh doanh. Giá vàng tăng lên một cách vô lý vì chả có tác động gì mà làm tăng giá, ngoài mỗi chuyện ông độc quyền. Ông không nhập khẩu về hay nói cách khác là ngăn sông cấm chợ, ông Nghĩa nói. Theo ông Nghĩa, nếu cho nhập khẩu và quản lý qua hải quan điện tử và thuế sẽ khiến giá vàng hạ nhiệt. Phải coi vàng như mặt hàng khác như lương thực, thực phẩm. Đây là vấn đề của chính sách thương mại chứ đừng coi là chính sách tiền tệ. Nếu không cho nhập thì sẽ nhập lậu. Không nên lo ảnh hưởng đến tỷ giá, bởi hiện nay nguồn cung không có. Việc nhập lậu vẫn phải mang đô la Mỹ ra nước ngoài nhập về. Nếu cho xuất nhập khẩu bình thường, người ta lại gia công ra vàng trang sức xuất khẩu lại thu được ngoại tệ về. Với khoảng 3 tỷ 1 đô la Mỹ năm nhập khẩu vàng về không phải vấn đề lớn, vì hiện xuất khẩu vàng nữ trang cũng đến 3 tỷ 1 đô la Mỹ năm, ông Nghĩa cho hay. Theo ông Trương Văn Phước, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, năm 2012, lần đầu tiên đấu giá vàng đã kéo giảm được giá vàng trong nước. Tuy nhiên, thời gian qua, đặc biệt là trong khoảng 6 tháng vừa qua, thị trường vàng quốc tế đã có sự gia tăng mạnh về giá bởi nhiều lý do như xung đột, chính sách tiền tệ, lạm phát. Nếu so giá vàng trong nước với giá vàng quốc tế có lúc chênh lệch quy đổi lên đến 20 triệu đồng lượng. Đây là lý do chính phủ liên tục chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có những quyết sách để thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. Ông Phước cho rằng, trong bối cảnh phải chờ sửa nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước tăng cung vàng miếng thông qua đấu thầu vàng là phù hợp. Thực tế vẫn có những hoài nghi cho rằng lượng vàng đấu thầu là bao nhiêu, có thể đủ tăng nguồn cung để phần nào giảm áp lực giá vàng trong nước hay không. Theo ông Phước, những băn khoăn này hết sức chính đáng khi tiếp cận quan điểm đảm bảo cho người dân nắm giữ tài sản, cụ thể đây là vàng vật chất, là nhu cầu chính đáng. Nhiệm vụ của nhà nước nói chung là làm sao có thể để người dân tiếp cận loại tài sản với một mức giá chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng, Việt Nam có thể tính đến cách tiếp cận coi vàng là hàng hóa thông thường được người dân nắm giữ và không lo vàng hóa nền kinh tế, ông Phước nói. Nói về việc đấu thầu vàng lần này của Ngân hàng Nhà nước, ông Phước cho rằng, việc đấu thầu vàng theo mức giá khởi điểm quá sát giá thị trường khiến các tổ chức tham gia đấu thầu e ngại gặp rủi ro, bị lỗ. Ngân hàng Nhà nước nên xem xét lại khía cạnh này. Theo tôi, Ngân hàng Nhà nước có thể nghiên cứu bổ sung áp dụng phương thức đấu thầu vàng theo khối lượng. Tức là Ngân hàng Nhà nước ấn định giá bán từ đầu và phân phối trong hạn mức vàng bán ra mỗi phiên phù hợp với khối lượng của các tổ chức đăng ký mua vàng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước có thể ấn định giá bán vàng SJC ra thị trường đối với các tổ chức kinh doanh vàng đã trúng thầu. Các tổ chức trúng thầu này về mặt bản chất như là một đơn vị nhận ký gửi hàng từ Ngân hàng Nhà nước tung ra thị trường và được hưởng một mức hoa hồng vài 300.000 đồng lượng, ông Phước cho hay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!